chùa Phi Lai, tọa lạc tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông, do Hòa Thượng Thích Diệu Tâm thành lập vào năm 1969. Được biết, tên chùa Phi Lai được đặt giống tên của một ngôi chùa cổ ở Phú Yên. Ban đầu, chùa chỉ là ngôi thảo am nhỏ và dần thay đổi qua quá trình trùng tu từ năm 1982 và đến năm 1989. Theo năm tháng, các công trình mới dần được tôn tạo thêm như Cổng Tam Quan năm 1989, Tháp Báo Ân năm 1996, xây dựng nhà khách, nhà trụ, nhà tăng năm 1998. Đến năm 2000, chùa được xây dựng lại với quy mô hiện đại, kiến trúc dạng cổ lầu, các lớp mái chồng diêm, nóc mái trên Phật điện là tháp đa bảo 3 tầng. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, tiền đường tôn trí tượng Di Đà Tam Tôn, chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca thuyết pháp trên đài sen. Khuôn viên chùa còn có nhiều pho tượng lộ thiên như vườn tượng Lâm Tỳ Ni, vườn tượng Lộc Uyển. Có dịp đến Biên Hòa, Đồng Nai, mời bạn vãn cảnh chùa Phi Lai, đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi lo toan của cuộc sống và lễ Phật cầu an. Bấm subscribe Pew Channel để đón xem series Chùa Việt.